Vâng, nghe anh em rất là nhẹ. Đặc điểm của Honda lợi hại lắm anh em, nó có bố nội đây nè anh em, là bơm nước hơi cặn lại thì nặng là giật khỏi sợ nặng luôn, lên ga để động chạy, lên ga để động cho nó quăng này. Em anh em ơi, là cái này là cái bố nồi của nó đó, bơm nước gì hay cái gì nặng nặng anh em quay dây giật bình thường, giật xong nó mới chạy. Gan tiền hay nhỏ. Chỉnh gan tiền lần chưa? Mở à? Bố nồi lợi hại đó nè, mình có làm gì nặng mình lúc mình không bị sợ tải nữa. Rất là nhiễm nha, chạy rất là nhiễm, không khi không cần mình ở đây nó không cần quay nè. Lúc mình tải nặng mất điện hay cái gì nặng nặng vô mình vẫn giật nhẹ hiệu à, rồi xong cái đầu lên ra chạy rất là êm. Em nào có nhu cầu alo nha, hai con luôn. Chào anh em, máy anh em chắc lên ga một chút, lên ga lên. Máy chạy rất là nhiều anh em ơi.